sao nó cần đo đo chiều này dài hơn, chiều này dài cho một tí, à, các khung nó sẽ bị dài như vậy. Cây sau cạnh dưới từ cái mái nhà này sau cạnh dưới này mất cái cỡ độ người đây thì cứ có cái cây đá trước thì cũng sẽ đứng trước một cái sàn ra tính tỷ lệ gần như quan trọng nhất là tỷ lệ của cái cây khung này bằng cái cây của thằng bé này nó phải nằm trong tỷ lệ của cái chân này luôn thì nó chân nó cân đối khiến cho cái cây này nó sẽ thêm khoảng không gian của cái cây này đi cái góc là 5 cm 7 cm 5 cm cây ra mình là 7 cm rồi thước của nó là ngoài cái tính là 50 16 cm, tỷ lệ quá nhiều nên là cái này chúng ta chọn có cái tỷ lệ tiếp tục này đây anh vẫn tương đối được là án đây kẻ này rồi nếu cả kỹ thì đo ra một ta tới
triệu này, này là hơn hơn một nửa này. Nửa năm đây, năm đây thì cũng hơn nửa, năm đây hơn đây. Hơn phần này nhỏ hơn rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà cái quen này rất là mắt luôn.
cái là quan sát cho nó hiện đại cũng đúng không hình ảnh ảnh căn bằng trăm
Yeah.